Nhà đất Hoàng Tiến trên kênh YouTube xin kính chào tất cả quý khách hàng. Để tiếp tục chia sẻ với khách hàng những căn nhà giảm giá thì buổi chiều ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn nhà phố được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì nó có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 16m và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 3 phòng ngủ chính, một phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm và phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và thân tượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Nam của xã hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì được anh chủ nhà thiết kế bằng kính cường lực 10 ly. Tay vịn thì được làm bằng in ốc và phía ngoài mặt tiền thì được anh chị ốp nhựa, hoa văn gỗ trang trí là đẹp và những cái mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và chỉ với giá tầm khoảng trên dưới 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong con hẻm rộng lên đến 4m. Và chỉ cách trục đường chính đường Quang Trung tầm cỡ khoảng độ 60m với con hẻm ở phía trước căn nhà mình, rẽ tay phải để ra trục đường Quang Trung thì tầm cỡ khoảng độ 30m và từ vị trí căn nhà mình ra đường trục chính là 30m thì căn nhà mình chỉ cách trục đường chính đường Quang Trung tầm 60m thôi, với căn nhà nằm sau căn nhà mặt tiền đường Quang Trung và là căn nhà nằm trong con hẻm có tầm cỡ khoảng độ 7 căn nhà thôi và là căn nhà nằm trên con hẻm cụt. Và ở chỗ này thì mình sẽ có căn nhà ra mặt tiền hướng ra mặt tiền Quang Trung và có một cái cửa hậu ở phía sau này. Căn nhà hướng ra mặt tiền Quang Trung thì rất là dài và có cửa hậu để đi ra con hẻm phía sau căn nhà. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà, cũng như là mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng căn nhà. Chỉ sau căn nhà mặt tiền đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là siêu thị E-mart vừa mới được hoàn thiện xong. Thì với con hẻm này thì mình rẽ tay tay phải khoảng 70m ra trục đường Quang Trung và rẽ tay trái ra siêu thị E-mart thì tầm cỡ khoảng độ 3 đến 400m. Quý nhà hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà chỉ với giá 6 tỷ 250 triệu đồng còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng tham quan về một căn nhà được anh chịu nhà thiết kế rất là đẹp này. Thì phía bên ngoài sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng 2m để mình để xe gắn máy. Bên trên cũng được anh chị lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa được anh chị thiết kế bảo vệ rất là kiên cố. Và di chuyển vào bên trong sẽ đến với khu vực không gian phòng khách của căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn để tặng kèm và kệ để tivi, cũng như có một cái tivi 65 inch cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Và với căn nhà mình thì đã được anh chị nhà full nội thất, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế có tầng lực rất là thoáng và rất là mát và là căn nhà chính chủ xây ở. Và bây giờ anh chị cần tiền cho nên chị bán gấp và anh chị giảm giá, mong muốn bán nhanh căn nhà này để trả lãi ngân hàng, cũng như là với tầm tiền khoảng đâu đó 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong khi khách hàng mua căn nhà này. Một căn nhà nằm ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên là siêu thị E-mart cũng như là chung cư Khang Gia thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng
bếp căn nhà để di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian tầng lửng của căn nhà để khách hàng tham quan. Và căn nhà mình thì được anh chị thiết kế khu vực tầng lửng, anh chị thiết kế làm phòng tiếp khách cũng như là thiết kế theo phong cách hầm rượu rất là đẹp. Bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực, bên trong thì mình sẽ có máy lạnh, và xung quanh tường thì được anh chị ốp gỗ trang trí và hệ thống đèn trang trí rất là đẹp, với không gian phòng rượu ở tầng lửng được các chị thiết kế rất là sang trọng. Và nếu gia đình có nhu cầu, mình có thể làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung của gia đình thì rất là thuận tiện, và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng, và khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, lầu 2 căn nhà. Thì mình sẽ có 3 phòng ngủ và một phòng xông hơi có bồn tắm nằm, được các chị thiết kế rất là đẹp. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ công nghiệp, và nội thất cũng được làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp chống ồn, chống mối mọt rất là tốt. Và phía trước có ban công, cửa sổ cũng như là cửa đi ra bên ngoài để gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng, thì quý nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà với bề ngang lên đến 4m và chiều dài lên đến 16m và được anh chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu này phù hợp với gia đình mình, thế nhà tôi liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình thì nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng, một cái tủ quần áo ở 4 cánh rất là lớn, và được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 3 cũng như là phòng xông hơi số 4. Thì vị trí nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Quang Trung Phan Huy Ích, và ở sát bên là chung cư Khang Gia và siêu thị EMAT vừa mới được xây dựng xong. Với căn nhà mình thì chỉ cách trục đường chính đường Quang Trung tầm cỡ khoảng độ 60m thôi, và cách siêu thị EMAT tầm cỡ khoảng độ 300m là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có thiết kế 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Phòng ngủ này thì anh chị thiết kế nhà vệ sinh ra phía sau, cho nên là không gian phía trước này anh chị không làm nhà vệ sinh, cho nên là rất là rộng. Phòng này thì mình gọi là phòng master. Mình có thể kê thêm bộ bàn ghế sofa. Ở đây mình có thể sử dụng rất là thuận tiện để quý khách hàng có thể vừa ở vừa làm việc thì rất là thuận tiện. Với nhà vệ sinh anh chị đưa ra phía sau căn nhà. Và đây là không gian nhà vệ sinh của căn nhà, được các chị thiết kế rất là đẹp, có bồn tắm nằm, có vách ngăn tắm kính, hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm và tủ quần áo được các anh chị đóng phun rất là rộng để thoải mái gia đình để đồ vào bên trong thì rất là thuận tiện. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên sẽ là khu vực không gian sân thượng phía trước và sân thượng phía sau căn nhà. Với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng tây nam, phù hợp dạng thuộc mệnh tây tứ trạch. Và đây là khu vực không gian sân thượng phía trước căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, có sân thượng rất là rộng, và bên trong thì mình sẽ có giếng trời lấy gió và ánh sáng. Phía sau thì mình sẽ có phòng giặt cũng như là sân phơi của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc, hẹn lại quý nhà những video tiếp theo.